Bây giờ thưa quý vị ơi, Như Lan là show của anh An là như nhau, lúc nào cũng biết sân khấu thì cao, quý vị thì hay đứng sát, cho nên là lúc nào cũng mặc quần đùi, không dám mặc áo đầm nữa quý vị ơi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và sau đây để tiếp tục xin mời tặng đến tất cả quý vị một nghi khúc cha cha, một nhạc phẩm đầu tiên rất là dễ thương và quen thuộc của nhạc sĩ Trúc Hồ, mang tựa đề Sẽ Hơn Bao Giờ Hết. Thank you.
ơn quý vị ở dưới nha. Hơi lỡ rồi, nhảy xuống được không? Vài chục phút giải lao để cho ban nhạc được ăn uống và
và tất cả quý vị hãy giúp cho ba tổ chức cũng như tất cả về ăn uống và đầy đủ món ăn và tầm hoan đã đây về một thời gian có gì trong đây ăn uống thế là em muốn ăn uống đủ thì những con mắt cũng ngay có một thế Jessica nhà không rồi đây. Thank you so much, quý vị ơi, và sau tháng tuần mai tất cả mọi người sẽ trở lại với quý vị nha. Và anh em thì dừng đi. Biết là chị Alice Mai đang ngủ ở đâu ạ? À?